nghệ thuật đường phố, bước phá giới hạn, khởi nguồn sáng tạo, thể hiện chất tôi. Exciter 155 PVA Master Art of Street, kiệt tác nghệ thuật đường phố. Cánh giữa chúng ta có một tiếng mà Showmaker đã lấy được nội tại Vương Miện Suy Vong, và sau đó là một tiếng chủ động băng lên đến từ Honor dính loạt thanh trừng, bị dồn sát thương bấm đồng hồ tốc biến còn trừng cuối góc này quá khó chịu. Honor tốc biến chạy được, còn Victor thì không. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Văn Tùng, và sau đây sẽ là một game rank vô tình mình thấy được với một kèo đấu cũng rất đáng chú ý, đó là Just Duo cùng với Honor, và họ vô tình đụng độ cùng với Showmaker, người cũng đang trở lại với hành trình leo rank của mình tại xếp hạng đội Hàn Quốc. Và trong game đấu này thì có thêm hai thành viên không, một thành viên khác của DK đó là Rahel, và đây là sát thủ dự bị mà đã từng xuất hiện tại chung kết thế giới nhưng mà không được đánh chính, và thêm cả Barrel nữa. Đây hứa hẹn sẽ là một game đấu rất hấp dẫn, và chúng ta sẽ cùng đến với game đấu này ngay lập tức để xem là Just Honor sẽ đối đầu cùng với Showmaker như thế nào anh em nhá. Let's go. Ok, Just sẽ dùng Zone khu đứng trên, một con bài mà đang rất hot trong phiên bản tiền mùa giải với ngọc nhiều độ chết người. Trong khi đó thì Honor dùng Nidalee đòn phủ đầu nữa. Đây là ngọc chi tiết của Nidalee trong tay của Honor anh em nhá, 10% tốc độ đánh, sát thương phép cộng thêm cộng với giáp. Đối với Showmaker thì mang theo một Kassadin thú săn mồi. Đây thực sự là một lối cộng ngọc rất thú vị đến từ Showmaker, bởi vì Kassadin các bạn biết là cái khả năng ramming từ Kassadin ở đầu trận nó không nhiều lắm. Nhưng Showmaker vẫn khởi đầu bằng giày 4 bình máu. Và Kassadin ở tiền mùa giải cũng có rất nhiều những trang bị hot dành cho cái vị tướng mà chúng ta nói rằng rất yếu đầu game này. Nhưng Showmaker thì lại một master cái con Kassadin. Và đây là Victor đòn phủ đầu cũng là một giao án rất tiền mùa giải nữa. Khu vực dưới thì Rahel sẽ sử dụng Lucian cùng với Yumi của Barrel. Và để xem Victor đánh với Kassadin thì kích ngọc phủ đầu cực kỳ dễ. Và dự là sẽ hack được rất là nhiều tiền đấy ạ. Lượng tiền hack được đến từ Victor nó sẽ liên tục nếu như bạn gây sát thương lên người của Kassadin. Đây, bắt đầu hack tiền rồi đây. Cấp được một nâng quy anh em nhá. Bởi vì đánh với tay gần nên nâng quy vẫn có thể hack tiền được. Ăn xong hai bãi dưới cấp độ 3 bãi thì đúng hơn, ăn thêm cóc nữa. Hai bãi dưới và thêm một bãi cóc và có được cấp độ 3. Cũng như di chuyển rất khéo vào trong khu vực rừng để tìm kiếm một góc khuất. Talon đang ăn một lúc hai bãi. Và bị Honor úp sọt với bùa đỏ đánh với bùa xanh thì các bạn... Wow. Một tiếng vòng cực kỳ khéo đến từ Honor, và Honor có một tiếng vòng ra khiến Talon tốc biến E cũng không chạy nổi. Trừng phạt cũng không kịp dùng để hồi máu nữa. Một pha chơi trên cơ đến từ Honor ở ngay con bùa đỏ đầu tiên của Talon. Đường dưới thì đó cũng là một tiếng trao đổi, các đường đều đang rất hot. Ui, né kéo tốt. Và sau đó thì... Đừng nói Ezreal. Ezreal đứng để bị chơi trên đầu luôn rồi. Một tình huống xuất hiện đến từ Honor. Xinemia mất tốc hành, mất rất nhiều máu, và thêm cả đó là một tiếng bị hất tung nữa. Tốc biến lên dứt điểm bằng một tiếng quạt W. Cánh trên đang có vẻ có bộ đôi đùa khá ổn, nhưng đứng giữa thì Victor vừa bị solo kill. Talon di chuyển cướp rừng ở vòng rừng thứ hai của Honor tại bãi người đá, không còn rừng đầu mà thôi. Blitzcrank đang hơi đơn độc. Một phát xử lý tốt đến từ Blitzcrank trước khi phải lên bảng điểm số với sát thương đến từ Yumi của Barrel bằng thiếu đốt. Pha đổi mạng đến từ hai bên. Tất nhiên là Blitzcrank ăn mạng thì nó cũng sẽ chưa phải là một cái gì đó nó quá nhỉnh hơn cho bộ đội đường dưới của team Honor, vì Ezreal vẫn đang là người thua thiệt hơn so với, thậm chí Ezreal phải lấy khiên đau ra là anh em hiểu rồi. Honor trở lại vòng rừng bùa xanh của mình với bãi bùa xanh và thêm cả bãi sói nữa. Còn Zed thì đang cố gắng bấm B về với một mã hai của có được 1.000 mốt tiền đủ lên giày rồi anh em ơi, đủ để lên giày 2 rồi. Đây rồi, tình huống Zed được cover bởi Honor và đang đánh phía sau trụ đối phương với cái đoạt mệnh sẵn sàng. Talon nên cân nhắc nha, Talon hết flat rồi nha, Honor thì còn. Dính đoạt mệnh Q3 cộng với sát thương đến từ Nidalee có chừng nha, bị hất tung lên, bị dồn sát thương. Và đó là tiếng rớt bị thiêu đốt, bắt buộc phải giật ngược trở lại. Phát tốc biến còn đến từ Honor và đã dùng tốc biến để có thể thoát khỏi một tình huống trụ bắn. Pha đổi mạng và lời một quê lính to đến từ vị trí của Zed. Zed chấp nhận đổi mạng cho tướng vừa rồi với cú đoạt mệnh để khiến Chinamir bị mất lính rất nhiều. Người đón lính sẽ là Talon. Và tất nhiên Zed sẽ là người được hưởng lợi. Ezreal nằm xuống là điều có lẽ là không tránh khỏi khi mà hỗ trợ Ramin như vậy. Cố gắng ăn những con lính dưới trụ ở một ngưỡng máu và cộng với một cái kiệt sức cũng không hóa giải nổi lượng sát thương đến từ Lucian nữa. Chinamir chủ động e lên để trao đổi hả? Rất khó để có những thứ trao đổi thắng nếu như mà cứ e lên như vậy. Sát thương trả lại đến từ zone này gần như khiến cho vị trí của Chinamir trắng máu. Có khu đường dưới thì Yumi bấm B về lỗi, Barrel đang bị tấn công liên tục. Và đó là một tình huống mà Barrel đang cố gắng đánh tay vào người của Blitzcrank. Sao lại E ta?
Ok, Brick Rank ăn mạng. Chủ động đánh tay vào người của Brick Rank để cho trụ bắn. Và nhường mạng đó lại dành cho Brick Rank. Đứng giữa Talon xuất hiện với một cái tình huống tấn công. Parkour thì lại bị hút ngược trở lại bởi cái trường trọng lực và lên bảng theo. Mạng được tính là như Victor và giúp cho Victor tiếp cận với cái MK1. Còn ở đường trên thì rất có một lớp giáp trụ. Một cú đặt mệnh trượt đến từ rớt. Sát thương vẫn là rất lớn, tôi nghĩ Chinami sẽ mất chiêu cuối trong tình huống này. Thực ra là Chinami đã mất chiêu cuối rồi nên là bị solo kill luôn. 3-1 dành cho rớt khu đường trên. Tôi nghĩ với Ngọc này thì con Zone có thể đi khu đường trên nhiều. Mình cũng đã nói rất là nhiều về con Zone đi khu đường trên rồi. Nó chắc chắn đi khu đường trên tốt hơn là Yasuo. Và đi đường trên thì được điểm mạnh là cái nhịp độ chết người kích rất là dễ. Do đường trên thì chất tướng nó đa phần là chất tướng tay ngắn anh em ạ. Còn Brick Rank thì vẫn đang lờn vờn di chuyển cánh trên cùng với đồng đội. Vừa mất cho mình cú parkour mà không có tốc biến, không có chiêu cuối nữa. Victor bớt luôn chiêu cuối vào và sát thương là cực kỳ lớn. Hack thêm một đống tiền đến từ Ngọc đòn phủ đầu. Và Brick Rank bắt đầu mang lại một vài những lợi thế cho đồng đội ở từ khu cánh trên. Còn cánh dưới chấp nhận một bối cảnh là Ezreal có thể sẽ phải chật vật và thậm chí có những tình huống nằm xuống dưới trụ nữa. Chỉ là Ezreal nếu biết chơi trong game này thì chấp nhận dạng háng đi bạn. Chấp nhận dạng háng, thua lính rất nhiều. Farm được con nào hai con đấy, đừng feed là được. Đừng feed cho con Lucian xanh vượt thời gian là được. Còn pha này mà đi dỗi team xong rồi AFK hay là cắm mặt vào feed thì đúng là game này cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Rất may đó là Lucian chưa có mạng. Đứng trên thì đó là pha Honor lấy Ngọc phủ đầu lên để băng trụ. Và đó thì lướt ngược trở ra đến từ Honor. Trụ bắn sát thương chưa đủ. Honor hồi máu lại từ E. Chinami đang có chặn lính phía sau. Một tiếng tốc biến đến từ rất dứt điểm thành công đối phương. Sứ giả được triệu hồi. Và đứng giữa Victor đã solo kill được Showmaker. Trong một tiếng Showmaker có lẽ đã băng trụ ẩu. Một Victor còn bùa đỏ, không có chiêu cuối, không có tốc biến. Showmaker có định bật thú săn mồi Onin bằng thiêu đốt nhưng sát thương là không đủ, quạt E. Sau đó flash nhưng cú E trượt đến từ Showmaker. E chúng tôi nghĩ chắc chắn sẽ đủ đam rồi đấy. Bởi vì Talon ra vét. Đứng dưới đó là cú kèo đến từ Brick Rank. Và sát thương đến từ trụ trong tình huống vừa rồi không đủ để làm khó bộ đội Roundhead cũng như là cả Barrel nữa. Họ đã có chung một khu đứng dưới, đó là trụ một toàn bản đồ. Khu đứng trên thì rớt cộng với Honor gỡ mạng. Một cái đấu đánh treo cánh đến từ cả hai bên nhưng mà Talon hiện tại thì vẫn đang chưa hỗ trợ đứng dưới nhiều lắm. Chỉ là một tiếng ganh đổi mạng với Brick Rank thôi. Và cũng chưa có mạng dành cho bộ đôi bên phía của Showmaker ở khu đứng dưới nữa. Lucian chỉ dừng lại ở farm tốt cộng với có lớp giáp trụ. Nhưng đường trên thì rớt farm tốt, có giáp trụ, thậm chí là có cả mạng nữa. Đây là một Cassidy mắc Q chứ không phải mắc E. Nhưng mà lượng sát thương từ E trong tình huống trước đó tôi nghĩ rằng sẽ là đủ để dứt điểm được Victor. Chỉ có điều là Showmaker đã quạt E trễ và tốc biến cũng không giữ được mạng do bùa đỏ cộng với lính đánh quá nhiều. Ở Victor hiện tại đã có 3 mạng và đã có vương miện suy vong. Đây cũng là một Victor rất tiền mùa giải luôn anh em ạ. Mắc E và hiện tại thì đã có được 3 mạng hạ gục cộng với 85 chỉ số lính. Một Victor có được một lượng điểm tương đối lớn đến từ nội tại. Còn chúng ta hãy xem lại cái cách mà Showmaker có được mạng hạ gục tiếp theo của mình trong ván này. Ván này tôi sẽ phải replay nhiều vì đánh nhau nhiều mà liên tục ở nhiều lane khác nhau nữa. Nên là Lia Cam cũng rất là khó. Một mạng dành cho Cassadin của Showmaker. Lucy được đẩy ra khu đường giữa và Showmaker sẽ xuống khu đường dưới. Còn đứng trên các bạn thấy cách mà solo 1-1 bây giờ thì nó không cần sức một chút xíu nào cả. Không còn chiêu cuối đến từ Chitamir. Solo kill đơn giản dành cho Zed với lượng trang bị vượt trội. Và lúc đó thì cũng đang chênh lệch cấp độ nữa. Talon đang di chuyển ra để kiểm soát con rồng nguyên tố. Đầu tiên trong ván đấu trước đó thì sứ giả đầu tiên đã mang lại trụ khu đường trên rồi. Một cái lượng tiền tương đối lớn rót vào túi của Honor cũng như là cả vị trí của Zed nữa. Zed và Honor đang là hai người cực kỳ xanh xa khu cánh trên. 5k3 và 5k5, Honor là người giàu nhất với 102 chỉ số lính ạ. Farm rừng cực kỳ ghê, vẫn đang bám rừng khu cánh trên mà thôi. Cánh dưới thì chấp nhận một vỗi cảnh là đồng đội sẽ gặp rất nhiều những nguy hiểm. Và đây là Victor lên bảng. Cứ ai đó xuống cánh dưới bây giờ sẽ gặp Showmaker, gặp Yumi của Barrel, gặp cả Talon đang lờn vờn ở đây nữa. Vì Talon xác định là đánh đường trên không lại. Cánh trên thì rất có luôn cả trụ 2, sát thương đến từ rớt lên trụ là cực kỳ nhiều. Và đó là lượng tiền được chia một mình rớt thôi, nó sẽ trị giá khoảng chừng 600. Một tiếng dồn sát thương và sát thương là cực kỳ lớn khiến cho Chinamia bắt buộc phải dùng luôn cả cú chiêu cuối để có thể sống sót dưới trụ ạ. Còn khu vực đứng giữa thì chúng ta đang có một tình huống 2v2 và rõ ràng là Lucian cộng với Yumi đang là những người chơi nhỉnh hơn nhưng coi chừng nha. Di chuyển ra khu đứng giữa thì phải để ý đến vị trí của Honor một chút. Cú kéo chuẩn xác đến từ Brick Rank ngay lập tức Honor có mà hạ gục cung ánh sáng. Lướt đai tên lửa lên phóng lao nhưng rất tiếc ngọn lao đó trượt vào Barrel cũng còn rất là nhiều máu nữa. Chưa có giảm hồi máu và Yumi vẫn có thể hồi máu và rút lui kịp.
Đợt nằm xuống duy nhất đến từ Barrow là những nỗ lực tự sát mà thôi. Barrow vẫn đang đánh rất ổn. Và Lucian không có mạng nên hiện tại ra khu đứng giữa thì cũng chưa thể nào thi đấu một cách quá hổ báo được. Vương miện suy vong dành cho vị trí của Showmaker. Rất được đẩy xuống khu đứng dưới rồi. Và như vậy Victor sẽ lên khu cánh trên. Cảm giác của tôi là bây giờ để cho Victor xuống cánh dưới nó chết nhiều quá. Còn đây là rớt với những nỗ lực nhả E của mình ra và E về thì coi chừng nha. Có Honor xuất hiện. 2v2. Sát thương là rất lớn nhưng còn nỏ tử thủ và cú đoạt mệnh hất tung được vị trí của Showmaker lên. Đoạt mệnh cộng với đó là cả lượng sát thương đến từ Nidalee của Honor nữa. Khiến cho hai thành viên bên phía team 2 đã phải lên bảng đếm số phát tốc biến chạy đến từ Honor. Một mình Talon tôi nghĩ rằng sẽ không đủ sức và thậm chí Talon đang có ý định đổi mạng bởi vì Blitzcrank đã xuống rồi. Và Talon có sát thương trả lại khiến cho Honor lên bảng. Mạng shutdown dành cho Cranley Lu. Lucian xuất hiện 2v2 tôi nghĩ là không nổi bởi vì Talon đã trắng cây mất rồi. Một mình Rahel thì lại cân hai không nổi. Còn hai phép bổ trợ còn thanh trừng. Every và Blitzcrank cũng biết điểm dừng trong tình huống đối phương có thể có sát thương trả lại. Còn đây là Victor với 3 mạng hạ gục 4 lần lên bảng. Nhưng mà farm thì cũng rất là ok. Tiền tranh tổng với khoảng chừng hơn 1.000 tiền là một con số không phải là quá nhiều. Và như các bạn đang thấy thì vẫn đang tập trung lên bộ đồ đường trên và đi rừng bên phía team 1. Một con số rất đáng kể. Mỗi người hơn 7.000 tiền rồi ạ. Còn đây là Showmaker đi chung với Barrow và ép thành công cú tốc biến đến từ Victor. Khi mà Victor không còn tốc biến thì rất dễ để có thể bị ganh trong những lần tiếp theo bởi các cái vị tướng cơ động như là Lucian, như là Talon, như là Kassadin, đặc biệt khi có thêm Yumi nữa. Còn Chitamir game này khổ quá rồi. Đây là một nạn nhân của việc đối phương đánh cánh trên và duo kiểu như thế này. Kể cả là một Chitamir nhá anh em nhá. Đứng dưới trụ có chiêu cuối cũng không an toàn vì sức mạnh bên phía bên kia nó quá là khủng khiếp đi. Lên kháng phép đến từ vị trí của Zeus. Trong khi đó bên phía bên này thì Rahel đang bị tấn công. Tốc biến hồi máu còn mất chi cùng diệt tận. Tốc biến về hướng nào đây, hồi máu trước. Bị cắn rất rát, bắt buộc phải thanh trừng người trở lại nhưng bị đốt chết bởi vị trí của Honor với trừng phạt đỏ. Và sau đó thì Honor bắt một phiếu đồng hồ, đồng đội đang cố gắng cover đó là Zeus. Kassadin của Showmaker trước đó đã có một mạng hạ gục rồi. Người nằm xuống là Big Crank. Tiếp tục truy đuổi đến từ vị trí của Showmaker. Cú đặt mệnh đến từ Zeus, nó không có địa chỉ. Bắt buộc phải tích Q3 để rút lui. Và tốc độ tích Q3 cũng sẽ là rất nhanh mà thôi. Nhưng liệu rằng có chạy được hay không đây. Tốc biến Q3 chạy, một tiếng Q theo đến từ Yumi của Barrow. Zeus lên bảng đếm số. Honor đang qua gỡ mạng, gỡ thành công mạng của Talon khi có thêm sự xuất hiện đến từ Victor. Showmaker không còn nhiều năng lượng nữa. Năng lượng đang là vấn đề đối với Showmaker trong tình huống giao tranh này. Chitamir chặt, nhưng Chitamir này khá thọt và không kịp kích hoạt chiêu cuối ạ. Chitamir mất 2 phép bổ trợ và lên bảng. Phát tốc biến đến từ Showmaker dồn sát thương giúp cho Showmaker cùng với Barrow dứt điểm xạ thủ. Henry bên phía team 1. Nhưng sau đó thì để lại hai mạng hàng cùng cho Victor vì đã đâm sâu vào trong trụ hai khu đường dưới đối phương. 19-13, một game đấu cực kỳ sôi động và tranh tiền cho team 1 đang là 2.000. Rất nằm xuống nhưng Honor cộng với đồng đội đã gỡ mạng rất tốt và đặc biệt là Honor đang vét mạng quá ghê đi. Honor đang cầm 8.800 tiền với con Nidalee này anh em mà farm cực kỳ nhiều và có được 7 mạng hạ gục. Hồi nãy mới chỉ là 1-1 mà thôi. Nãy giờ di chuyển vét tới mạng thứ 7 rồi và đây là tình huống Blitzcrank di chuyển lên đấm móc kéo ai hack não ạ. Lucian không có E và đó là một tiếng cắn đến từ Honor, mạng thứ 8 dành cho người đi rừng bên phía của T1. Sứ giả 2 đang sẵn sàng. Và đây là lý do vì sao Blitzcrank nên bỏ con Ezreal để di chuyển hỗ trợ cánh trên. Đánh với Ezreal có kéo trúng thì cũng không có nhiều giá trị lắm vì Ezreal không bớt đam được do quá yếu. Nhưng mà đi với Nidalee cộng với Zone mà kéo trúng thì đúng là Chitamir còn chiêu cuối nãy đường dưới chưa kịp dùng vì bị cắn sốc sát thương quá nhanh. Nhưng bây giờ tranh 2 cấp độ bị hất tung lên. Hất tung Q3 về lính để tiếp tục tích Q đến từ vị trí của Zeus chứ không phải hất tung về nhà mình. Và đó là mạng cho Blitzcrank khi mà Chitamir tiếp tục không kích hoạt được chiêu cuối. Chỉ có điều là Ezreal ra khu đứng giữa. Không còn phép bổ trợ, chỉ còn lại một cái E. Và rõ ràng là không đủ để thoát khỏi một Kassadin cấp độ 11 cộng với Yumi có chiêu cuối. Tốc độ kìa. Trời ơi. Yumi là Yumi băng trượng nữa anh em à. Chạy hộ luôn. Victor đã có động cơ vũ trụ ở món trang bị thứ 2. À, đây là một Victor cũng đã ăn được rất là nhiều mạng và các bạn thấy là đã có MK3 rất sớm rồi. Talon cũng có một game đấu thọt đầu trận nhưng mà đang có dấu hiệu comeback nhờ vét được một vài mạng. Tiếp tục là Honor đang cầm 2.600 tiền trên người nhưng chưa về nhà mua trang bị mà thay vào đó đang cướp rừng cánh trên. Ngược lại thì Talon sẽ di chuyển lần vờn cánh dưới và tạo áp lực cho Victor cộng với Blitzcrank.
Nhưng mà đánh Kassadin cộng với cả Talon mà gặp một cái Vương Miện Suy Vong như này cũng khó đánh này anh em này. Yêu cầu việc chọn mục tiêu là phải gọi là cực kỳ tốt. Bây giờ thì sứ giả 2 đang cầm trên người có Honor, nhưng mà chưa gọi vội. Đồng đội đang kéo ra khu vực giữa để ăn trụ rồi, không cần đến sứ giả. Talon ăn kịp combo xanh để té, đang tranh hai cấp độ với rừng của đối phương như thế này thì cũng hơi khó đánh. Bị tranh thì đúng hơn. Tốc biến được dùng đến từ Brickrank và đó là một tiếng Talon bớt sát thương vào người của Brickrank, đổi mạng thành công. Showmaker có một tiếng vét mạng bằng tiếng băng thẳng xuống. Cassidy cấp độ 12, chiêu cuối còn lại 2.52 giây. Vấn đề của Cassidy bây giờ chỉ là năng lượng thôi anh em ạ. Quyền trượng bây giờ thì nó cũng cho rất là nhiều máu anh em thấy không? Hơn 250 máu, nhìn Cassidy nó trâu hẳn luôn. Trong khi đó đường dưới solo Onin cấp 13 đánh với cấp 11. Rớt nhà E ra câu giờ, hất tung Q3 trượt. Đánh tay và thả diều liên tục đến từ rớt, giật ngược E2 lại và đoạt mệnh. Đổi với chiêu cuối của Chidamir. Bây giờ Chidamir còn cái gì để chạy đây? Rớt tiếp tục quy theo. Còn lính phía sau nhưng chọc quy thẳng vào và lên bảng điểm số rất nhanh. Solo kill cho rớt, mất nào thử thủ. Cánh giữa chúng ta có một tiếng mà Showmaker đã lấy được nội tại Vương Miện Suy Vong. Và sau đó là một tiếng chủ động băng lên đến từ Honor dính loạt thanh trừng. Bị dồn sát thương bấm đồng hồ, tốc biến còn, chương cuối góc này quá khó chịu. Honor tốc biến chạy được, còn Victor thì không. Còn có thể được chứng kiến lượng sát thương đến từ con Cassidy bắt đầu nó nhiều đến như thế nào rồi. 23-16 ạ. Một cái đấu đang tranh 3k tiền cho các thành viên team 1 nhưng rõ ràng là đang thua đâu đó khoảng chừng hai con rồng so với team của Showmaker. Và vừa rồi cái cháp đến từ Nidalee nó cũng hack được một ít tiền anh em ạ. Cái cháp của Nidalee đặt vu vơ ở trên bản đồ mà có người đạp vào thì cũng hack được một tí tiền đấy chứ. Rai Hào của ăn bùa đỏ sau đó thì té thôi. Nãy giờ đường giữa đang party liên tục, cánh dưới thì rớt vẫn đang làm chủ cuộc chơi với 167 CS. 1.900 tiền về nhà và up luôn lên thành đao tím ạ. Đã có kháng phép để đánh với Kassadin rồi, bây giờ thì chắc là hướng đến khả năng giảm hồi máu đến từ cái lời nhắc tử vong thôi. Với cái song kiếm vàng này, team của Showmaker đang bị thua trụ anh em ạ. Top mất 2, mid mất 1 là 3, mới ăn được cái trụ bot này thôi. Nhưng mà cái trụ bot này còn chi là mình vẫn chưa thể nào để lẻ khỏe được, bởi vì nó yếu hơn so với con Zode phía bên kia quá nhiều. Honor cấp độ 14 rồi ạ. Một cấp độ ao ước dành. Chết luôn. Ảo đa. Mấy thanh niên nhà T1 toàn 19, 20 phút xách ra ba đồ không anh em ạ. Sao chơi. Cánh trên Victor bị tấn công bởi Talon và Talon vừa bung chiêu cuối kích Yumu tiếp cận với khả năng boop đến từ Yumi. Tốc biến lên Paco qua tường và W đến từ vị trí của Talon ép tốc biến. Brickrank không dám cover, bây giờ kéo cũng chỉ là bóp mà thôi. Bây giờ có kéo trúng hay không thì nó cũng chỉ là một tình huống kéo trúng bóp đồng đội. Thế nên Brickrank quyết định bỏ Victor. Cánh dưới thì bộ đồ này vẫn đang hoành hành bá đạo với con sứ giả được triệu hồi và Honor quyết định bỏ. Để rớt đầy một mình, rớt tự có thể ăn được những công trình ở khung cánh dưới. Nhưng mà Honor di chuyển ra đến nơi thì đồng đội ở khu đường giữa lại quá yếu, đó là Brickrank cộng với Ezreal. Bây giờ đánh 3-3 cũng không phải là một điểm lợi cho rớt nữa, à cho Honor nữa. Trừ khi Honor có những mũi lao gọi là cực kỳ chuẩn chỉ. Đây là một tình huống cho thấy được cái điều đấy. Đánh nhau 3-3 là một việc bất lợi, chưa kể là Talon cũng đang di chuyển dần trở ra sau khi về nhà nữa. Còn ở khu cánh này thì rớt đang tranh 3 cấp độ so với Chidimi phía bên kia. Chờ Chidimi mất E rồi, E qua rồi, mất E đúng không bạn? Nhưng mà rớt chọc Q thì trượt, chọc Q1, Q2. Thêm một cú Q nữa giật ngược trở lại, Chidamir không còn nhiều máu ạ. Q3 qua tường tiếp cận, thôi xong. Còn R mà, còn E còn R anh em ạ. Thả diều câu kéo thời gian thì thôi rồi. Solo kill, Chidamir lại mất chiêu cuối và lên bảng lần thứ 10. Một nạn nhân của cuộc gọi là bạo hành cánh trên. Bên phía bên này thì chủ động va chạm đến thứ hai cái Vương Miện Suy Vong. Sát thương rất nhiều đến Showmaker cho tình huống R thẳng vào với cấp độ 13. Thoát khỏi chiêu cuối của Victor nhưng bây giờ thì có dám đâm vào trụ hay không đây. Đâm vào trụ là hơi mạo hiểm. Showmaker còn đó những lần chiêu cuối để rút ra và thậm chí đang có định solo kill Victor với thiêu đốt. Một tiếng dồn thẳng vào và đó là một tiếng bấm đồng hồ nhưng có vẻ như không thoát được nhiều sát thương lắm. Tham minh đồng hồ đối phương. Tốc biến né E, dính E nhưng sát thương đến từ thiêu đốt đã đủ rồi nên Showmaker cũng chỉ là cố gắng giữ mạng mà thôi. Cú dịch chuyển lên khu vực cánh trên đến từ vị trí của Zerg để hỗ trợ cho Honor trong việc tấn công một đường dưới đối phương. Lucian bị mất máu quá nhiều. Cú đoạt mệnh thẳng vào Lucian cộng với Yumi của Barrow đang cố gắng rút lui nhưng không nổi. Ngay lập tức Yumi của Barrow phải đổi chủ trong tình huống này để rút ra trong một pha mà xạ thủ đã không chịu nổi nhiệt. 044
một Lucian ăn trụ khu đường dưới, nhưng rõ ràng là so với việc mà đối phương vừa ăn trụ vừa ăn mạng cánh trên thì yếu hơn rất nhiều. Soulmaker đang gánh, Soulmaker 13 năm Cassidy đang gánh anh em. Cứ lia cam xuống dưới là thấy rớt đè con Chidamia thôi, chết luôn. Không chạy nổi anh em ạ, đồ này nó chém không chừa phát nào. Soulmaker chưa bị lộ và đối phương đang có những dấu ping tại Baron, nhưng mà có vẻ như quyết định ăn Baron là quyết định chưa phải hợp lý lắm ở thời điểm này. Tranh chấp bùa xanh, một tình huống đứng rình ở tương kế tiệu kế. Talon đi chuyển qua tầm nhìn đang rất rén, một cú kéo trượt đến từ Big Crank và Soulmaker cũng đã có một tiếng phản xạ giật ngược trở lại ngay lập tức khi thấy cái gì đó lấp ló ở đây, cụ thể là cái bàn tay hỏa tiễn. Bùa xanh thuộc về cho Ezreal ạ. À dạ, cũng được, cướp được là được rồi. Cấp độ 15 đến từ đôi bên phía của G1, gần như vượt trội hoàn toàn so với cái lobby này về lượng kinh nghiệm và tiền thì cũng vậy. Showmaker là người bám đuổi rất rát ở ngay phía sau bộ đôi bên phía T1 với 12.000 tiền. Và chất tướng Kassadin thực ra xanh sớm thì nó cũng rất là nguy hiểm. Thế là tranh tầm 3.000 mấy tiền cũng chưa phải là một tranh lệch an toàn để mà nói rằng T1 sẽ có được game thắng. Và Ezreal đang nghèo quá nên là lên Ezreal, gọi là Ezreal xanh rồi. Lên Ezreal blue rồi. Lên luôn lưỡi hái linh hồn món 2. Tiền bây giờ lên tam hợp có thứ thì tam hợp búa dìu nó hơi đắt. Pha di chuyển bị lộ vị trí rồi, Blitzcrank đưa ra cú kéo trượt và băng thẳng lên đến từ Showmaker. Lượng sát thương trả lại đến từ Victor gần như không vào máu được vì có vương mệnh suy vong, nhưng vừa hết vương mệnh suy vong của Victor thì ăn ngay một loạt thanh trừng mất nửa ống máu ạ. Có Honor hồi phục bằng E nên chắc là cũng không vấn đề gì nhiều cả. Bên phía bên kia rất bị tấn công dính chương cuối, tung đoạt mệnh để rút lui, đó là một cú chương cuối đổi với đoạt mệnh. Lượng máu còn lại vẫn đủ đầy để tiếp tục giao tranh. Chỉ có là lượng tài nguyên thì mỗi bên cũng đã mất đi một vài lượng tài nguyên, cụ thể Victor và Zerg đều đã mất đi chiều cuối. Bên phía bên kia là bộ đôi đứng dưới Lucian cộng với Yumi. 4 đồ rồi. Cái lượng trang bị theo thời gian của mấy ông tướng này nó quá đáng. Phải ép Baron rất thông minh đến từ các thành viên team của Showmaker khi mà thấy rằng đối phương đã về nhà nhiều người. Có những dấu ping rồi, rất chưa thể nào hồi lại cú chiêu cuối đặt mệnh kịp. Blitzcrank di chuyển vào lấy tầm nhìn. Và đó là một tiếng lấy chiêu cuối của Chidamia luôn đến từ Blitzcrank. Cánh còn lại Showmaker đang muốn tấn công để có thể là lấy mạng hàng của Ezreal, nhưng rất tiếc Ezreal còn tốc biến và chạy được. Victor của No Target vẫn đang có những trả thương, chắc là không giết nổi vị trí của Showmaker rồi. Và chúng ta hãy xem lại một tiếng giao tranh tại Baron, nơi mà Zerg, Honor và Blitzcrank đã có một tiếng 3v3 thành công khi một cú kéo đến từ Blitzcrank trúng vào người chơi đi rừng của đối phương. Thì đây là con Baron, ý tưởng thì có vẻ là hay nhưng mà thực hiện nó thì có vẻ là hơi nát. Zerg vẫn có đủ khả năng can thiệp cùng với đó là Honor, và có được Baron cũng như là hai mạng hạ gục nữa. Showmaker chỉ dừng lại ở việc ép một cái tốc biến của Ezreal 03 mà thôi, và không có bất kỳ một mạng hạ gục nào cả. Game đấu trở nên khó khăn sau một quyết định Baron được gọi là rất tinh ý nhưng lại là một sai lầm. Không ăn kịp trước khi đối phương ra anh em ạ. Trụ 2 khu vực đứng giữa. Như vậy là tổng là 6 trụ rồi anh em. Không, chính xác là 7 trụ khi mà kết hợp cùng với cả trụ bot nữa. Zone 4 đồ. Đã có vũ điệu rồi anh em ơi. Nidali của Honor thì đừng hỏi luôn đấy ạ. 11-1 và hiện tại 4 đồ rưỡi ạ. 14.200 tiền. Bây giờ một phóng một lao trúng thì Yumi của Barrow chắc là hưu mệt nghỉ luôn á. Cấp độ 17, 25 phút cấp độ 17 rồi. Honor cấp độ 16. Showmaker vẫn đang cấp độ 15 và đây là tình huống Chidamia đẩy có vẻ là hơi cao, đang có rút lui, chọc quy tốc độ là 1.33 giây một lần. Cứ thế này thôi, 0.13 rồi, rất tội nghiệp. Thực sự một game đấu mà Chidamia chỉ có thể gọi là bám pha một đường nhưng mà cũng không yên. Ezreal không còn tốc biến đi rồi. Đứng tách mình xa với đồng đội thì chịu rồi. Không ai cứu nổi Ezreal trong pha này cả. Cánh còn lại tôi thấy một pha băng trụ. Cú đặt mệnh tiếp cận và đó là một pha tốc biến hất tung thành công. Yumi của Barrow yếu máu nhưng chưa chết. Vẫn còn một chấm máu và Honor đang khép góc Barrow, nhưng đây là một tiếng Showmaker đang trở lại. Showmaker không có Yumi của Barrow nên cũng đang ý thức rằng mình có thể sẽ là người bị tấn công dưới trụ chứ không phải là một tiếng vét mạng nữa. Phía bên trong thì No Talk Game Victor đã. Ủa Blitzcrank tanh trụ sao chết luôn vậy ông? Victor đi bộ vào trụ bị trụ bắn mất tốc biến rồi. Phong quay ngược trở lại nhưng giáp quá nhiều đến từ vị trí của Just. Phá tốc biến được dùng đồng thời điểm đến từ cả Showmaker lẫn cả Honor. Honor băng thẳng vào giữa hai trụ đối phương, tấn công lấy mạng hạ gục của Talon sau đó đi ra.
không còn đồng hồ nữa, Chiến binh bật tốc hành, thiêu đốt, bắt đầu chém với chiêu cuối của mình, sát thương liệu là có đủ hay không, nên đã đủ để có thể có được một mạng gục. Tiếp tục tìm kiếm cú double kill, mạng reset tiền dành cho Chidamir. Sau đó lính Baron đang tấn công khiến Chidamir mất máu quá nhiều. Bên phía còn lại thì đó là mã shutdown 1000 tiền dành cho Showmaker. Honor đang là mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm của Showmaker, cấp độ 16 đã điểm. Và Cassidy bắt đầu nhảy những cú nhảy với 25 sách trường bề dài. Chưa thắng đâu nha, 5000 tiền này chưa win đâu à. Cassidy này nó không đơn giản anh em ạ. Dòng nguyên tố thứ 3 cho các thành viên team Showmaker. Và đó là lượng tiền bonus đến từ dòng dành cho các thành viên team 2 để kéo lại cái chênh lệch về tiền. Các bạn thấy bonus, đã có tiền bonus rồi đấy. Chênh từ 4-5.000 tiền như này thì bonus đã bắt đầu rất là nhiều rồi đó. Và những cái mục tiêu như vậy nó gỡ lại không chỉ là bùa lợi mà nó gỡ lại cả một lượng tiền lớn. Thế nên trong những game đấu như này mà các bạn đánh không chuẩn chỉ, đánh kiểu cà trớn coi chừng ấy nha. Ây da, ta lâu check bụi cho cố. Cuối cùng thì phải check vào và đi à. Ơi, thiêu đốt. Đủ đam rồi. Mười một bốn và 13-1. Showmaker vẫn đang đánh một Cassidy rất là khủng khiếp, nhưng mà phần còn lại của team thì đang có vẻ như thi đấu không được ổn lắm. Chidamir thì không nói rồi, ta lông nãy giờ cũng chết nhiều, chính xác rồi. Rahel cũng đã ba đồ có vô cực nhưng mà không biết có bắn được hay không, bởi vì vừa ló đầu ra mà không có Yumi. Yumi bây giờ đi theo Cassidy anh em à. Ê, rất cảnh tỉnh nha, đã có những dấu ping anh em, mà đã có những dấu ping chấm hỏi kìa. Bây giờ đồng đội đang ở khá gần, rất tự tin là mình sẽ câu giờ được nếu như đối phương xuống. Showmaker có lẽ cũng đã bỏ ý định tấn công rớt trong pha này. Rất tỉnh anh em ạ, rất thính đấy ạ. Phải đến mà ra sớm một nhịp, nhiều khi là Cassidy với cả Yumi nó lượm luôn tại chỗ. Đồ này thì cũng sẽ câu được một khoảng thời gian tương đối á. Chỉ là team đang ở xa quá, chắc là xuống không kịp đâu. Không có mục tiêu lớn để mà snowball để kết thúc ván đấu. Bây giờ có thể tràn vào để có thể ăn Mega, nhưng mà hoàn toàn không có lợi thế đến từ bùa lợi Baron. Đang gọi là pha bait đến từ Just. Showmaker thừa biết điều đấy, không bị dụ một cách dễ dàng. Bên kia không có mở anh em à. Không có lính siêu cấp. Pha băng lên từ Blitzcrank kéo trượt rồi. Đó là một tình huống tạo sức ép để ăn công trình mà thôi. Mega 1. Chin đang đẩy khu vực cánh trên. Đó sẽ là 2 Mega rồi. Gỡ trụ đi bạn. Có tiền bonus này. Nhưng mà 2 Mega này sẽ kéo theo con Baron sau đấy nha. Vẫn đang cố gắng giữ chân đối phương lại để Big Crank đứng lại phía sau là hơi toang ấy nhờ. Chết con Big Crank này là mất Baron cộng với mất Mega top liền à. Chidamir vẫn đang gỡ ạ. Trụ này có bonus tiền. Nãy giờ là 2 trụ bonus quá trời tiền anh em à. Tiền kéo lại còn 3.000 ạ. 3.000 tiền chênh lệch thực sự là một con số rất ít ỏi ở cuối game. Và vừa rồi tôi thấy rằng con Cassidy nó lên một phát thôi là con Eri không còn tí máu nào cả. Chin đã thành công trong việc khai thác một Mega Rip trở lại, nhưng sau đó thì chắc chắn là bỏ mạng rồi. Một đổi một, Baron sắp xuất hiện sau khoảng chừng 19 giây nữa. Showmaker về để bổ sung trang bị, và đó là mũ phù thủy cộng với... Ui. Cassidy 800 AP và thêm Eri nó cho nó sẽ lên tầm 900 đấy ạ. Thậm chí cả gần 1.000 luôn á. Đổi chủ gái, cho theo gái bro. 985 gần 1.000 AP này anh em này, con Yumi nó bonus AP khủng khiếp luôn. Mất Baron rồi. Ra không kịp anh em ạ. 2 Mega ra không kịp. Tính làm gì đây Showmaker? Độ cơ động của Showmaker cho phép Showmaker có thể đứng láo như thế này, nhưng mà đánh nhau thì tôi sợ không nổi á. Đi theo cho Yumi cấu rỉa thì đồ này Yumi bớt cũng không được nhiều đam lắm. Bên kia có Nearly anh em ạ. Baron cộng với 2 Mega. Mất 1 Mega top. Và các bạn thấy tiền thì cái lượng tiền bonus nó kéo cái tiền chênh lệch nó về nhanh quá. Trụ đã có tiền sẵn rồi, bonus thêm đống tiền nữa. Ý trụ bây giờ giá trị cả nghìn tiền nữa. Một cú dịch chuyển ra đến từ Victor. Và mặc dù có vương miện suy vong nhưng ngay tức mất một lượng máu khoảng chừng 80% và tốc biến chạy cũng không thoát nổi. Talon đổi mạng. Thậm chí Talon còn chưa chết nữa. Đó là một pha Talon có double kill. Brinkrank đang quá gỡ mạng và cánh còn lại tôi thấy Honor cộng với Zerg đã hạ gục được Showmaker.
Đó là một pha mà Talon băng thẳng và con Showmaker thì lại bấm đồng hồ ở một máu quá yếu đi. Yumi của Barrel không kịp hồi máu anh em ạ. Sát thương Nidalee cộng với Zone cho tình huống này là quá ảo vì Nidalee cũng đã có mũ phù thủy. Và tình huống nằm xuống đến từ Showmaker này có thể là một tình huống kết thúc ván đấu. Cắm mắt phát hiện ra Talon chưa về được nhà. Nhà có nhưng không về được. Và Brickquank chắc chắn sẽ phải giữ một vai trò đổi mạng. Talon cay rồi, Talon cú lên đấm luôn rồi. Anh bạn à, giảng hòa được không bạn? giảng hòa này. Nhưng mà câu giờ như thế đã đủ rồi, chỉ là mình bất lực trước pha kết thúc ván đấu đến từ bộ đôi của T1. Đánh nhà cho anh. Gì gì? Tôi sẽ check đam cuối game anh em nhé. Một Ezreal đã dạng háng được gọi là thành công. Cánh trên đủ khỏe để carry. Showmaker đã không carry nổi. Ok, đây là lượng sát thương cuối game mình tổng hợp được cho các bạn với một cái bản đồ nó rõ ràng là thể hiện cái cánh trên bên phía của T1 với Honor và Zerg khỏe đến như thế nào. Một mình Showmaker đã cố gắng gồng gánh với 28.300 sát thương nhưng không thể nào carry nổi. Barrel cũng đóng góp một lượng sát thương rất lớn nhưng Chinamir thì hơi toang và Lucian đứng dưới Rahel thì cũng hơi non. Ok, cảm ơn anh em vì đã theo dõi video clip và đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho channel của Văn Tùng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo. Bye bye.